Thưa quý vị và các bạn, những mâu thuẫn va chạm trong cuộc sống lúc đầu đơn giản, nhưng nếu không được quan tâm, giải quyết kịp thời, sẽ dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại kéo dài. Những vấn đề này đang được đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giải quyết ngày càng hiệu quả. Số vụ việc phát sinh trong nhân dân được hòa giải thành công ngày càng nhiều. Chính vì thế, hoạt động hòa giải ở cơ sở đã khẳng định vai trò to lớn, ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Trong chuyên mục pháp luật đời sống hôm nay, chúng tôi có phóng sự phản ánh sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2023, Ban Nhân dân thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ cùng lãnh đạo xã và cán bộ địa chính xã đã trực tiếp làm việc với hai hộ dân liền kề nhau để giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa hai bên. Vụ việc chỉ được giải quyết khi cán bộ địa phương trực tiếp xuống tận nơi, đo đạc, giải thích phân tích và căn cứ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai bên. Đúng lý và hợp tình nên cả hai bên đều vui vẻ thống nhất ký vào biên bản hòa giải. Hòa giữa rất thành công, là hợp tình hợp lý. Thôi tình cũng chị em cũng hòa giữa cũng đoàn kết chứ không có chi. Trước tiên là đúng theo quy định pháp luật và sau này là hòa giữa hai bên thống nhất. Thì tôi thấy là quần hộ và thân thiện hai bên cũng bé ta nhau, vui mừng. Thì đó là một điều là tôi rất quý. Trước cơn sốt đất vùng ven biển, những năm gần đây, xã Tam Thanh là địa phương có số vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn dẫn đến kiến nghị, khiếu kiện khá nhiều. Các vụ việc đều liên quan đến tranh chấp đất đai giữa các hộ liền kề, mâu thuẫn trong gia đình, dòng họ do kế thừa tranh chấp đất đai. Đây cũng là lĩnh vực phức tạp nhất. Do đó, để hòa giải thành, tổ hòa giải của các thôn, khối phố phải trang bị cập nhật kiến thức pháp luật về đất đai. Đối với những vụ việc phức tạp, tổ hòa giải luôn mời cán bộ của xã tham gia tư vấn giải quyết. Ở cấp xã cũng trực tiếp tiếp nhận thông tin, kịp thời tiếp cận giải quyết nhanh các vụ việc. Riêng năm 2023, ở cấp thôn đã giải quyết thành 3 trên 3 vụ việc. Ở xã đã giải quyết 13 trên 22 vụ việc, chỉ có 2 vụ hòa giải không thành, còn lại đang điều tra xác minh giải quyết. Đối với tôi thì các chuyên môn từng lĩnh vực thì nó không sâu sắc bằng các ngành, thì cũng như cái thời với các ngành của xã, ví dụ công an, ví dụ là quân sự hoặc là đất đai, thì mình sẽ nhờ các ngành xuống cùng với các thời với tổ giả để hòa giải cho dân. Cái quan trọng là từng thành viên tổ là tích cực nắm bắt thông tin từ nhân dân, từ nhiều phía, nhiều bên, chứ không phải là một bên, để rồi mình làm cái công tác cho nó ổn định, rồi mới sau đó mình mới bàn trước một bước, rồi sau đó mình mới tiến hành họp và mời nguyên đơn và bị đơn lên để mình hồi giải trước một bước. Trong trường hợp mà cái vụ việc nó khó khăn quá hoặc là nó phức tạp quá, khi mà thông không hồi giải thành công thì tối hồi giải sẽ lùng kiến nghị gỡ lên sở rồi cấp tranh để giải quyết. Xác định việc hòa giải tranh chấp trong nhân dân là vấn đề quan trọng. Chính vì vậy khi mà có cái thông tin dưới cơ sở thì chúng tôi giao cho ban nhân dân tiếp cận hồ sơ và giải thích, tuyên truyền vận động giải thích để hòa giải cơ sở trước. Nếu những vụ nào phức tạp thì chuyển về xã thì chúng tôi thực hiện hòa giải. Và các hợp với hòa giải ở xã thì chúng tôi đi thực địa để xác định những vụ việc. Qua theo dõi thì hiện nay chủ yếu trên địa bàn Tam Thanh, chủ yếu là lĩnh vực đất đai là tranh chấp nhiều và phức tạp. Và bên cạnh cái công tác tổ chức hòa giải thì chúng tôi cũng giao cho bộ phận tư pháp tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến từng khu dân cư để nhân dân hiểu rõ được những quy định của nhà nước. Chính vì vậy là khi những cái vụ tranh chấp thì chúng tôi tuyên truyền giải thích thì phần lớn là nhân dân đồng tình, và đặc biệt là các cái vụ mà giao cho ban nhân dân thì các đồng chí dưới cơ sở tổ chức hòa giải cơ bản là tốt. Hiện nay toàn thành phố Tam Kỳ có 85 tổ hòa giải với 492 hòa giải viên ở cơ sở. Đội ngũ này thường xuyên được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và cung cấp văn bản, tài liệu để đáp ứng nhiệm vụ. Trước thực tiễn ngày càng có nhiều vấn đề phức tạp phát sinh, nhờ đó tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở mỗi năm đều tăng. Nếu như năm 2021 tỷ lệ vụ việc hòa giải thành đạt 56,21%, thì năm 2022 đạt 80,99% và 9 tháng đầu năm đạt 87,5% trên tổng số vụ việc. Trong quá trình hòa giải viên đã kết hợp giải thích trên cơ sở quy định pháp luật và đề cao nghĩa tình giữa các bên. Công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố đã góp phần giải quyết những tranh chấp mâu thuẫn trong nhân dân, làm tốt công tác phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở cơ sở,
tạo sự đoàn kết giúp đỡ trong cộng đồng dân cư. Thưa quý vị, có thể nói trong đời sống hàng ngày, những mâu thuẫn tranh chấp nảy sinh trong gia đình, cộng đồng nếu không được giải quyết sớm có thể dẫn đến hậu quả phức tạp, nhất là khi hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Bởi vậy, công tác hòa giải ở cơ sở luôn được các cấp ủy chính quyền trong toàn tỉnh quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tại huyện Phú Ninh, công tác hòa giải ở cơ sở cũng được chú trọng và đạt được nhiều kết quả khích lệ. Năm 2023 vừa qua, hộ gia đình ông Lê Hồng Phong và bà Nguyễn Thị Sử tại thôn Phú Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh xảy ra tranh chấp về sử dụng đất hàng rào giáp ranh. Với chức năng nhiệm vụ của mình, các hòa giải viên ở xã Tam Đàn đã kịp thời can thiệp giải thích để hai gia đình hiểu được các quy định của luật đất đai, giúp ông Lê Hồng Phong hiểu hơn về các quy định hiện hành. Vụ hòa giải này cuối cùng thành công, hai bên gia đình thỏa thuận việc sử dụng đất của mỗi bên theo ranh giới hàng rào. Thì mấy cô, mấy chú hòa giải theo lệ phở thì tôi thấy thống nhất. Tôi với ông Phan thì ranh chấp, nhưng mà có anh chị ở trong tổ hòa giải đánh giải thì rất là hợp tình hợp lý, cho nên tôi rất cảm ơn. Và còn chỗ tôi với ông Phan thì cũng không có cái gì mà để mà mâu thuẫn thế này thế khác, cũng là rất tình cũ chứ không có chuyện chi xảy ra. Xã Tam Đàn là một trong những địa phương tiêu biểu làm tốt công tác hòa giải ngay từ cơ sở của huyện Phú Ninh. Năm tổ hòa giải ở năm thôn với 25 hòa giải viên là những người phụ trách công tác tại các ngành, đoàn thể, cá nhân uy tín tại địa phương. Hàng năm, xã Tam Đàn cũng thường xuyên củng cố kiện toàn các hòa giải viên ở các tổ hòa giải, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở. Trong năm 2023, các tổ hòa giải đã tiếp nhận được 15 đơn thư của công dân, đã tổ chức hòa giải kịp thời 15 vụ việc tranh chấp theo đơn. Kết quả đã hòa giải thành 14 trên 15 vụ, đạt tỷ lệ 93,3% vụ việc được hòa giải thành. Cái việc thành lập tổ hòa giải ở cơ sở thì tôi thấy rất là hợp, bởi vì trong nhân dân chúng ta thì làm gì tránh khỏi các vấn đề mà tranh chấp kẻ cọ mất đoàn kết với nhau, nhưng mà thông qua cái tổ hòa giải đã gắn kết được cái tình cộng xóm giềng bò câu lại với nhau và giải quyết được mọi vấn đề. Như thôn Phú Yên thì nhận được rất là nam đơn, nhưng mà cũng hòa giải được thành công nam đơn, và từ đó là bò câu xóm giềng tạo được cái mối đoàn kết với nhau. Công tác hòa giải ở Tam Đàn là xã chúng tôi hết sức là quan tâm. Thì xác định đây là cái nội dung mà để nhằm giảm thiểu bớt những cái mâu thuẫn trong dân, góp phần ổn định cái trật tự xã hội ở từng cái địa bàn dân cư. Trên cơ sở là củng cố các cái tổ hòa giải ở các thôn hàng năm, gồm những cái hòa giải viên có uy tín và có cái trách nhiệm với công việc. Qua đó là chúng tôi đã hòa giải rất là nhiều vụ việc từ khu dân cư. Cụ thể hàng năm là có cái tổ hòa giải trên địa bàn các thôn á, thì nhận vào hòa giải khoảng từ 15 đến 20 vụ việc tranh chấp. Và cái điều đáng ghi nhận là từng cái vụ việc hòa giải thì các hòa giải viên cũng đã tập trung là phân tích, hướng dẫn để các bên tranh chấp thấy được cái nội dung mâu thuẫn và thỏa thuận được. Từ đó mà góp phần cái tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 90%, góp phần thực hiện hoàn thành cái tiêu chí tiếp cận pháp luật trong cái xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hiện nay trên địa bàn huyện có 51 tổ hòa giải ở cơ sở, có 243 hòa giải viên. Hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Phú Ninh trong thời gian qua đã đi vào nề nếp, công tác hòa giải được tiến hành ngày càng có hiệu quả, tỷ lệ hòa giải thành trong số các vụ việc phát sinh hàng năm tăng cao, góp phần ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, giữ gìn sự đoàn kết gắn bó trong địa bàn dân cư, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trên địa bàn huyện Phú Ninh trong thời gian qua thì công tác hòa giải cơ sở cũng được tập trung quan tâm lãnh chỉ đạo, và ngay từ đầu năm thì phòng tư pháp huyện đã tham mưu ban nhân huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở, đồng thời tham mưu các cái văn bản chỉ đạo để củng cố kiện toàn đội ngũ hòa giải cơ sở, đảm bảo về tiêu chuẩn cơ cấu, và thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, về nghiệp vụ và kỹ năng cho các hòa giải cơ sở. Và cái công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện Phú Ninh trong thời gian qua đã dần ổn định và đi vào nề nếp, chất lượng các vụ việc hòa giải cũng được nâng cao và đem lại cái hiệu quả.
cái vai trò của hoạt động hòa giải cơ sở thì chúng tôi cũng cho đây là một cái phương thức giải quyết tranh chấp rất là hiệu quả. Không những đó là cái phương thức giải quyết tranh chấp mâu thuẫn mà còn là một cái phương thức tuyên truyền phổ biến dục pháp luật rất là thiết thực. Sau khi mà cái các vụ việc mà hòa giải thành thì sẽ duy trì được cái mối quan hệ đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, hạn chế cái phát sinh mâu thuẫn khiếu kiện tranh chấp nhỏ ở nhân dân và hạn chế thấp nhất cái việc khiếu nại khiếu kiện tố cáo vượt cấp cũng như là hạn chế được cái phát sinh vi phạm pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động hòa giải ở cơ sở đã khẳng định vai trò to lớn, ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội. Tin rằng công tác này ngày càng được các cấp chính quyền trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phù hợp đối tượng, góp phần đưa pháp luật hòa giải vào cuộc sống, ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.